Thì bây giờ chúng ta sẽ thống kê, ví dụ như là thống kê phần là gì? Phần bê tông. Đúng không? Thì chúng ta có thể vật liệu là bây giờ chúng ta có thể thống kê được số lượng gạch không? Tôi thống kê số lượng gạch cho các bạn nhé. Vào view này, vào schedule này, chúng ta chọn đây, chúng ta chọn là tường, là wall, là tường. Các bạn thấy không? Thì ví dụ như các bạn chọn đây, các bạn chọn cho tôi là thể tích gạch này. À, có thể chiều rộng gạch. Còn các bạn để try mark là cái ký hiệu gạch ấy. W1, W2 là gì, hay là try của gạch. Tùy. Thì các bạn có thể là có chiều dài này. Chúng ta cũng có thể là có cả các cái phần là function, là chức năng này của tường nội thất hay tường ngoại thất đấy. Mọi người thấy không? Để mình lọc nó ra được các cái phần tường ấy, nó có số lượng này và nó cũng có đơn giá này. Nó có rất nhiều cái thông tin ở đây, nó có diện tích này. Đúng không? Thì các cái vấn đề này mình sẽ ok. Mọi người sẽ thấy ra đây đúng không? Thì với function bây giờ nó có chức năng tường nội thất hay tường ngoại thất. Thì bây giờ tôi có thể sắp xếp được nó theo là chức năng ngoại tường nội thất hay ngoại thất. Và nếu để ra số lượng gạch thì các bạn chỉ cần vào phần là gì? Và formatting. Các bạn chọn tôi đây là thể tích. Và các bạn chọn tôi đây là gì? Calculator total là tổng số thể tích. Vào sorting grouping, chọn đây các bạn tích vào grand total là tổng số này. Đây. Thì nó sẽ có cái tổng số ở đây. Bạn sẽ thấy là thể tích ở đây nó sẽ là 142,72 mét khối. Bạn thấy không? Ví dụ như các bạn bây giờ các bạn muốn đây là W1, W2 này, nó có tường này. Bạn thấy không? Có tường này. Đó. Thì ví dụ như bây giờ các bạn muốn là số lượng gạch. Số lượng gạch thì bằng cái gì? Thì bạn vào filter này. Bạn vào Fx như hôm trước tôi bảo các bạn ấy. Đó là số lượng gạch đúng không? Số lượng gạch thì bằng cái gì? Bằng cái thể tích này này. Nhân với cả bao nhiêu? 550 viên này, này. Đúng không? Km vuông mà. Thì ví dụ như là nhân với 550 viên mà để muốn ra số kia thì chúng ta phải chia cho cái gì? Triệt tiêu đơn vị ấy. Phải chia cho một đơn vị mét khối, ấn M đây này, ấn phím An này 0179. Này, nó sẽ có ký Ăn hiệu này. cơm. Ok. Ok. Thì các bạn sẽ ra đây số lượng gạch đây đúng không? Thì các bạn muốn tổng số thì vào formatting này. Chọn vào calculator total. Đây, số lượng gạch. Calculator total. Ok. Thì nó ra ở đây là 7 vạn 8. 78.496,5 bao nhiêu viên đấy. Đấy nhá. Nên là do chúng ta làm tròn. Đấy nhá. Ví dụ như các bạn nhập đơn giá ở đây. Đúng không? Bao tiền? Viên. Nhá. 1.001. À, vật tư cũng tăng, chắc bây giờ phải 1.400 rồi nhỉ. Đây, gạch loại 2 nhá. Ngày xưa tôi còn báo chủ tư 1.600, nhập gạch 1.001 và gạch 900. Gạch nó có loại 1, loại 2 đấy. Được nhá. Chứ không phải là còn ví dụ như là sau này mình sẽ chuẩn đấy, thì mình sẽ lọc là tất cả những cái tường là tường V kép, là những tường đứng đầu chẳng hạn, thì mình cũng có thể lọc vào filter đây. Trong đây nó sẽ có lọc, nó lọc theo cái gì này, ví dụ như các bạn đây lọc theo try, vào filter đây các bạn sẽ thấy đây nó có phần là try, filter là lọc ấy, lọc theo try này. Và các bạn lọc bằng cái gì, ví dụ như là các bạn lọc bằng function này, các bạn đánh chữ V kép này, có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ lọc theo cái chữ gì đó, V kép, viết hoa này, thì toàn bộ những chữ V kép đứng đầu, mọi người hiểu không? Còn nếu mà chúng ta lọc vào đây nó sẽ có các cái trình tự lọc là lớn bằng này, lớn hơn hoặc bằng này, ký tự này, nhỏ hơn hoặc bằng này, bé hơn hoặc bằng này, kết thúc bằng cái chữ nào này, các thấy không? Có hết đây rồi, đấy tùy chúng ta, không bình thường ta để nó năng, ok. Ok. Đó. Thì đây là số lượng gạch đây. Thì vấn đề là khi mà chúng ta muốn mà nó thành tiền thì chúng ta sẽ chọn vào edit này. Chọn này, nên thành tiền giống như kia thôi. Thành tiền thì sẽ bằng gì? Currency. Tiền thì sẽ bằng cái gì? Số lượng gạch nhân với cả gì? Đơn giá cost.
Ok. Các bạn sẽ thấy đây, thành tiền nó ở đây. Còn muốn tổng số thì vào đây. Tích grand total vào format đây, thành tiền đây. Calculator total này. Số tiền đây. Còn nếu các bạn muốn đổi đơn vị thì bạn vào manager đây, nó project unit. Thì cái đơn vị ở đây các bạn sẽ thấy là phần là currency, tiền đây đúng không? Các bạn chọn cho tôi là cái gì? Ở Việt Nam đồng. Đúng nhá. Ok. Ok. Đây nó có chữ Việt Nam đồng này. Còn các bạn muốn làm tròn mấy số thì các bạn chọn là gì? Đây. Việt Nam đồng làm tròn đây là ba số chẳng hạn. Mà hai số thôi. Làm tròn hai số. Các bạn tích vào đây. Ok. Ok. Thì đấy thì nó sẽ giảm đi. Nhưng còn nếu chúng ta muốn thêm một dấu phẩy nữa thì ta tích vào đây. Đấy. Thì ở đây là 101 triệu 970.658 đồng 0,09 đây này. Thấy không? Đấy. Bây giờ là 101 triệu đúng không? Đúng chưa? 101 triệu thì đây. Kéo thêm cái tường này xây ra đây phát là nó đã lẩy một con số khác rồi đấy nha. 102 triệu nha. Thống kê gạch có nghĩa đây tôi nói sơ bộ nha, ví dụ như nhà dân như cái này là nó gần như là chính xác để nhập vật tư ấy, hoặc là tôi tách theo từng tầng. Nếu tôi đưa level ở đây thì tôi sẽ tách theo từng tầng. Không hiểu không nhỉ? Tôi sẽ tách theo từng tầng. Nếu mà tôi nhập thêm level ở đây, nó sẽ có các cái phần level chiều cao của nó. Top level. Top contour. Đây nó là tầng 1. Bây giờ tôi lọc vào filter đây. Tôi lọc nó là gì? Top contour bằng tầng 1. Đấy. Thì số lượng gạch của tầng 1 nó là từng đây là 19 triệu tiền gạch đấy, gọi tầm khoảng là một một vạn ba à 13.856 phần gạch này, 13.000 viên này đúng không?